Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bán tăng vật 42 chiếc iPhone 14. Loại iPhone 14 này là hàng mới, chưa qua sử dụng sẽ được Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bán tài sản và tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Cục Quản lý thị trường QLTT thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc bán tài sản và tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá đối với lô điện thoại iPhone 14 được cơ quan này kiểm tra xử lý hồi tháng 9 vừa qua. Theo đó, lô hàng này là 42 chiếc iPhone 14, xuất xứ Trung Quốc, chưa qua sử dụng, có dây sạc, không có cốc sạc. Tổng giá trị lô hàng là 1,423 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cần mua phải nộp tiền đặt trước 150 triệu đồng. Thời gian đăng ký nộp tiền mặt từ ngày 10 đến hết 16 đến 11. Lô hàng trên được đội quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội 7 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra ngày 23 tháng 9, phát hiện ông Nguyễn Thái Hiệp mang một vali trên đường Chu Văn An với dấu hiệu khả nghi. Theo đó, đoàn kiểm tra tiến hành khám đồ vật bên trong vali theo thủ tục hành chính. Kết quả khám xét, phát hiện 42 cái điện thoại di động iPhone 14 các loại mang thương hiệu Apple do nước ngoài sản xuất, chưa qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên đều không hóa đơn chứng từ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định, trên bao bì ghi bằng tiếng nước ngoài, ước tính trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.